khu vực U Minh Mười, nó giáp với kênh Ông Hiển đó quý vị, ở gần chùa ở Tinh Cục đó quý vị. Ở đây là mình đi hơi cuối đường một chút rồi, mình vẹo qua thôi. Đường này đi ra nè quý vị. Sách gạch sỏi quý vị, giáp sông kênh Ông Hiển. Làm gì chú? Đang quay dịp Tết. À, mày gọi ai? Gọi ai? Chị Đông Phố. Rồi, ok. Đây là U Minh Mười. Ok, U Minh Mười. Đường nào ra ta? Ủa cô, cái này đường nào mình ra cô? Đường này hay đường nào? Đường này là chạy dắt xong phải không? Rồi rồi, đây con chạy dắt xong. À, được rồi, không sao đâu. Con chạy lên được mà. Rồi, cảm ơn cô. Đẹp quá. Quay tới. đi rồi. Ủa đường nào ra ta? Đường này ra. À. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh này quý vị. Đây là mình sẽ đi tiếp vô cái khu ở phía trong tiếp. Ủa đâu có đường nào vô ta? À đường này. Khu vực U Minh Mười đó quý vị. Đây là gần chợ gạch sỏi rồi đó quý vị. Thì nó giáp với sông.
những cái con hẻm này thì nó đi hơi lòng vòng một chút. Ồ. Wow, cấm lăng ở đâu vậy trời? Con đi cái bác ơi. Rồi, con cảm ơn. Ở đây có múa lăng này quý vị. Chụp quá à. Đây là khu vực chợ Nhà Lồng trước đây nè quý vị. À, bữa nay vô khu vực này bay được. Hôm nay thì bay được đó quý vị. Làm sao sân bay lại khu vực chợ Nhà Lồng cũ nha quý vị, của gạch sỏi trước đây. À, tại vì hôm nay không có khách nên bay lại được. Ngoài kia là đường Nguyễn Chí Thanh đó quý vị. Thì chúng ta rất là khó quay cái khu vực này, nhưng mà hôm nay thì do là mùng 2 Tết rồi nên không có còn nhiều khách nữa. Có thể chạy xe vô thoải mái một chút. Dạ. Đây là khu vực chợ Nhà Lồng nè quý vị. Mùng 2 cũng rất là nhiều cái cô bác đang buôn bán ở đây.
Dạ. Dạ. Quay Tết chú ơi. Dạ. Chỗ nào bác? Chỗ nào bác, chỗ nào? À, không sao đâu, Tết mình được quyền đó mà. Người ta cho phép mà. Đâu có cấm cái gì đâu. Đây xin quay thêm cho nó hết cái khu nhà lồng chợ này. Lúc trước làm không có quay được cái gì, vì rất là đông. Ủa cô, khu vực chợ cũ là khu vực chợ nhà lồng đang bán buôn bán đó ngày trước đây phải không cô? À dạ dạ. Con cảm ơn con đi ạ. Đây là những cái khu vực sau này đó quý vị, khu vực chợ mà vừa Lâm vừa đi quay ngang đó là khu vực chợ cũ trước đây của Bạch Sỏi. Lâm sẽ quay cái khu vực chợ cũ thôi quý vị. Chợ mới thì Lâm đã quay giới thiệu trong khoảng 2-3 cái clip trước đây rồi. Những cái khu vực chợ nhà lồng cũ để mà bà con nào mà có muốn coi lại những cái khu vực trước đây á thì có thể xem ở đây quý vị. Đâu có ai bắt cái này đâu, mình cứ quay thoải mái thôi. Ở ngoài là máy quay gì vậy? Dạ. Quay Tết, quay Tết. Tết đâu mà nó có đâu quay. Ừ, nhưng thằng bài bắt người ta cầm máy quay quay vậy. Ủa? Tết người ta đâu có bắt cái vụ bà. Mới bắt đó, thì sao không quay mấy thằng đó đi? Ta mới bắt, ta cầm nhầm lắm cái chứ. Ủa, quay người ta mới bắt đó hả? Ừ. Nó mới được mà đó. Ủa, sao kỳ vậy ta? Đây, nó đang chạy dưới con được kìa. Người ta đang bắt bài đó, cầm máy quay. Ủa, con nhớ là Tết đâu có bắt cái vụ bà coi ta. Để tôi coi cái coi. Có không? Coi cho quay mày. Bạn tôi mày lại. Tại Tết cái vụ. Tết cái vụ bà cũng mất nữa ta. Sao bạn để quay. Có bắt buộc là phải dời. Có bắt cái gào. Chết cha. Thôi con đi quay một vòng. Dạ. Ở Tết năm nay đỡ năm rồi không cô? Đỡ năm rồi mà bán tình hình bán không? Không, bán thì
không bằng lắm rồi. Thôi để con quay cô cái rồi cho lên không sợ. Có nghĩa là bán nó ít hơn hả cô? Ví dụ như hồi năm ngoái đó là 20 thùng xào đào đi, thùng 10 ký, năm nay chỉ có 10 thùng. Bán phần nữa. Phần nữa. Ủa, do lượng khách là đi siêu thị nhiều hay là người ta hàng quá là chở tới nơi. À, hàng quá chở. Cái chợ nào, có vườn nào, xã nào cũng có hàng tới. À, thành ra là không phải là do bán ít hơn mà người ta do không thông thương á. Cái người nào có xe cho nên người ta không ghé chợ nữa mà đi thẳng đi đâu cũng biết được. À, là ở đây là vậy chứ cô nghĩ là nó mới 25.000 nó không có gọi là người ta không thích đi chợ hơn hay là người ta chắc người ta mua online hay là này kia nhiều hơn hả cô? Có một số hàng người ta chở tới chỗ rồi. Thế là một cái rồi thêm một cái người ta có xe đó. Thế là đi siêu thị, người ta đi ví dụ như ở người ta chạy thẳng qua bản luôn. Đó, chạy thẳng qua. Rồi có một số, rồi có xe, cái này chạy thẳng qua chỗ này, ta thích đi chơi luôn. Tính ra là nó bán thì sụt giảm không còn nữa. Hơn nữa số lượng. Nên thành ra là ảnh hưởng đấy của mình cũng hơi nhiều hơn luôn ha. Rồi có cô gì làm rồi. Nếu vậy là mình bán là bây giờ là mình bán tất cả mặt hàng đó cô hay là chỉ bán một ít thôi? Mà đặc quá với bánh với miếng ngọt bây giờ mình thôi à. Còn này Tết thì mình mới bán rồi nha. Nhưng mà nếu vậy Tết rồi có lên giá không cô? Không, giá cả nó không lên. Nhưng mà chứ tại vì Tết mà nếu mà lên giá nó con cũng rất là ngại đi chợ. Ổn. Không mà cũng có một số người ta bán cũng lên, số bán bàn á, cái số mà ta bán bàn người ta dọn á, mà nó người ta bán giá nào người ta bán cũng được, hết là người ta dọn. Ta dọn luôn. Như kiểu là bán mất luôn rồi cũng bán, nhưng bán rẻ nó cũng mất. Còn mình bán sạp này là cái quen. À, đâu có dám bán giá mà. Trên quá hả cô? Không có bán giá gì mà khác. Thôi năm mới cũng kính chúc được qua gia đình được nhiều sức khỏe, năm mới sẽ có mua bài bán đắt hơn so với năm trước. Cảm ơn nha. Dạ, con cảm ơn con. Con đi một vòng. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nhé.